cho Đạt là một cái chuyện rất là một cái tin đồn không đúng sự thật. Tại vì thứ nhất là em có thể hiểu là tại Đạt Villa hiện nay đang là hình ảnh đại diện cho cả team Villa, cho nên là mọi người có thể là hiểu nhầm rằng là mọi người là gửi ở đây cho Đạt. Nhưng mà thực tế thì kể cả ngay cả cái chuyện donate ý, thì Đạt hình như cũng chỉ donate bạn một lần thôi, và bạn ấy cũng không phải là một cái fan donate cứng của Đạt để mà nhớ, và bọn em cũng có quan hệ gì với bạn ấy ở ngoài đời cả. Cho nên là để mà kiểm soát cái việc là bạn ấy lấy xong rồi bạn ấy donate cho ai bao nhiêu tiền như thế nào ấy là một cái việc rất là phi lý. Và cái chuyện mà đi xúi giục hay là cái chuyện nói chuyện có quan hệ với nhau ở ngoài đời là cũng có. Bọn em có đọc được các cái comment đó, nhưng cái thứ nhất là bạn ấy cũng không phải là một người donate nhiều cho Đạt. Đấy, nói thẳng ra là như thế. Con số 400 triệu thì em không biết, nhưng mà có thể là bạn ý, em không biết là bạn ý donate đến bao nhiêu tiền, nhưng là một con số rất nhỏ so với con số 400 triệu đấy. Tức là bạn ý không phải là một cái người donate cứng cho Đạt so với cái số tiền mà bạn ý đã lấy từ gia đình. Cái thứ hai là bất cứ một người sử dụng tài khoản trên TikTok nào, họ đều có thể nạp tiền, họ đều có thể mua quà tặng trong các buổi livestream. Và bọn em không xúi giục, cũng không khuyến khích họ là làm thế nào hay là để kiếm ra cái số tiền đấy, hay là hãy tặng quà cho mình đi, hãy đi lấy tiền của bên này bên nọ để tặng quà cho mình đi. Và các thông tin cá nhân của các bạn đó cũng như là các chuyện cá nhân là bọn em hoàn toàn là bọn em không biết, không nắm được. Thông thường thì Đạt live đều đặn vào hàng ngày khung giờ buổi tối, có lẽ là khoảng 9 giờ, 10 giờ đấy, khoảng đấy đổ đi ạ. Live khoảng 2 tiếng. Cái này thì thông tin này thực ra là nó hiện nay nó đang rất là mới. Nó cũng mới thôi. Thế theo như em được biết thì nó cũng vừa mới rầm rộ từ ngày hôm qua thôi. Cho nên là bọn em vẫn chưa có buổi live tiếp theo để mà biết rõ được về cái vấn đề này. Cho nên là em đang làm việc chính thức với cả báo chí và các bên truyền thông để có đính chính về cái sự việc này. Và em xin khẳng định lại một lần nữa là bạn Đạt, bạn ý thứ nhất là không liên quan gì đến đời sống cá nhân của bạn gái này, cũng không quen biết bạn gái này ở ngoài đời. Và cái chuyện nạp tiền là chuyện tự nguyện của bất cứ một tài khoản TikTok nào, họ có quyền tự do, họ nạp tiền, họ tặng quà cho bất cứ ai ở trên livestream mà họ yêu thích. Vì thế là bọn em không thể nào mà kiểm soát được cái vấn đề là người dùng ở đây là ai, đời sống của họ như thế nào, họ lấy tiền ở đâu ra và họ tặng cho mình tổng cộng đã là bao nhiêu tiền rồi, mà bọn em không thể tổng hợp được. Thì cái việc này hoàn toàn là nó nằm ở thứ nhất là chuyện cá nhân của gia đình em gái kia, thứ hai là liên quan đến Đạt, là cái chuyện này hoàn toàn gần như nó không liên quan đến Đạt. Thì tặng quà cho người nào như cái gì thì em nghĩ là cả những em gái đấy cũng không thể nào mà tổng hợp hết được. Tại vì là họ có thể là xem bất cứ một cái livestream nào và tặng quà cho bất cứ ai trên TikTok hàng ngày đó. Thì bọn em thực tế thì cũng không liên quan trực tiếp đến cái việc này, nên là cũng khó để mà có thể đi đính chính được. Bây giờ thì truyền thông có rất là nhiều thông tin sai lệch, thì em cũng lựa chọn cái cách là đính chính trực tiếp ở trên truyền thông một cách chính thức ạ. Thảo ơi, mình muốn hỏi một tí là nếu mà bây giờ gia đình em bé kia mà cứ nhất quyết làm căng và đòi trả lại số tiền ý, hoặc là sẽ kiện tụng hay gì đấy, thì bên bạn có quyết định theo không? Vâng, bọn em sẵn sàng là gọi là đối chất với gia đình em gái đấy không? Nếu như bạn ấy có bằng chứng rằng là bọn em kêu gọi hay là xúi giục em ý hãy lấy cái tiền của gia đình và chuyển trực tiếp cho em, thì với số tiền như thế thì bọn em chấp nhận.